Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cuộc Sống Quanh Ta Vlog của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ mồng 2 tháng 9 vui vẻ, hạnh phúc và cố gắng vượt qua đại dịch COVID-19. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người 7 sai lầm khi ăn rau củ dễ bị ngộ độc. Rau củ rất dễ mất chất dinh dưỡng, thậm chí chúng còn có thể gây nguy hại cho sức khỏe nếu không được chế biến và ăn đúng cách. Ăn rau không nấu chín. Một số người cho rằng ăn rau càng tươi càng tốt vì như thế mới có thể đảm bảo đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải bất cứ loại rau nào cũng phù hợp để ăn sống. Một số loại rau vốn có độc và phải được nấu chín để tiêu diệt độc tố như đậu lang, khoai tây và giá đỗ. Một số loại rau có thể ăn sống như củ cải, cà chua và dưa chuột. Nhưng lưu ý khi ăn những loại rau này cần rửa sạch vì phần lớn rau quả trên thị trường đều được phun thuốc trừ sâu. Việc ngâm rửa rau sạch sẽ loại trừ được khoảng 30% thuốc trừ sâu. Ăn rau để qua đêm. Nhiều người có thói quen ăn rau còn thừa sẽ cất tủ lạnh để dành cho bữa sau, nhưng đây là thói quen không hề tốt, thậm chí có thể gây ung thư. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, do hàm lượng nitrat trong các loại rau xanh khá nhiều, nếu nấu xong và để lâu, vi khuẩn sẽ phân hủy lượng nitrat tạo thành nitrit, chất gây ung thư. Khi đó, dù có đun nấu lại cũng không dễ dàng khử được. Vì vậy không nên ăn rau đã để qua đêm. Hơn nữa, rau sau khi xào chín chỉ sau 15 phút cũng đã làm giảm 20% lượng vitamin C và sau 1 giờ sẽ là 50%. Do đó, rau nấu chín để càng lâu càng dễ mất dinh dưỡng, nên tốt nhất chỉ nên nấu đủ lượng rau ăn mỗi bữa để tránh việc ăn lại đồ thừa. Nấu rau quá kỹ. Một số người thích ăn rau sống trong khi một số người lại lo lắng rau có chứa hóa chất nên nấu rau thật kỹ. Khi chúng ta nấu rau quá nhừ, dưới sức nóng, các vitamin và muối khoáng trong thực phẩm sẽ bị phá hủy. Từ đó khiến món rau bị mất chất dinh dưỡng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau có nhiều vitamin rất nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin C. Rất dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với nhiệt. Theo tính toán, nếu thời gian đun nấu rau quá dài, lượng vitamin C có trong rau có thể mất đi tới 60%. Ngâm rau trong nước muối quá mặn và quá lâu. Không ít người vẫn nghĩ rằng ngâm rau trong nước muối càng mặn càng lâu thì càng tốt. Thực tế đây là suy nghĩ sai lầm, vì cách làm này không diệt sạch hoàn toàn được giun sán hay hóa chất mà lại khiến mùi vị của rau có thể bị thay đổi. Ngoài ra, việc ngâm rau trong nước muối quá lâu trên 10 phút có thể làm mất đi các chất dinh dưỡng. Thái rau trước khi rửa. Nhiều chất dinh dưỡng và các chất có lợi trong rau quả có thể hòa tan trong nước. Do đó, nếu cắt rau trước khi rửa sẽ khiến các chất dinh dưỡng bị mất phần lớn trong nước. Tốt nhất bạn nên rửa sạch rau sau đó hãy cắt và nấu sẽ giữ lại được dinh dưỡng trong rau. Chỉ rửa rau 3 lần nước. Rất nhiều người cho rằng rửa rau 3 lần nước là đủ sạch, nhưng cách này chỉ đủ làm trôi chất bẩn, còn hóa chất trong rau sẽ khó rửa trôi. Nếu rau không được rửa sạch tối đa thì những hóa chất độc hại vẫn còn lại trên rau có thể khiến bạn bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, hay thậm chí ngộ độc thực phẩm. Hơn nữa, trong rau có thể chứa ký sinh trùng. Để loại bỏ các loại ký sinh này, bạn cần phải rửa rau dưới vòi nước và rửa kỹ từng cọng một. Ăn rau để nguội. Không ít người có thói quen đợi rau nguội hẳn mới ăn, hay có người còn cho thêm đá vào canh để ăn được mát hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến rau thêm mất chất. Sau khi nấu, rau sẽ mất đi khoảng 15% lượng vitamin và các chất dinh dưỡng.
Lượng dưỡng chất này sẽ mất dần theo thời gian khoảng 25% sau 30 phút và 75% sau 1 giờ. Khi nấu xong, dầu dễ rơi vào vòng tấn công của vi khuẩn, mầm bệnh gây biến chất và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, hãy ăn rau khi còn nóng và để tránh tình trạng dư thừa, bạn nên nấu vừa đủ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.